Thưa sư, kinh Đại Niệm Xứ đâu có nhắc gì về sơ tướng, quan tướng, định tướng, cận định, vân vân. Vậy có chăng do các vị thiền sư đời sau tự nghĩ và tự chế ra các thuật ngữ này để giải thích theo ý của họ? Thưa quý vị, những cái thuật ngữ này là có ở trong chú giải, không có trong chánh tạng nhưng có trong chú giải ha. Cái vấn đề như thế này là khi Đức Thế Tôn thuyết một bài pháp, thì ngài có một số vấn đề ngài không cần phải nói chi tiết. Thì lấy ví dụ như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói là vị tỳ kheo chú ý tâm hướng đến cái màu xanh ở trên cái bông hoa màu xanh, trên một tấm vải màu xanh, từ đó vị ấy thực tập thiền định, chứng đắc sơ thiền. Đấy, xin lấy ví dụ như vậy. Thì cái cách hướng dẫn của Đức Phật trong những cái vấn đề như thế thì nó tương đối chung chung, bởi vì một phần đó, nó thuộc về cái pháp hành. Và Đức Phật cũng tránh cái chuyện là nói quá chi tiết, bởi vì nó sẽ đóng khung cái vấn đề. Cái việc còn lại đó là cái người nghe đó, thì nếu như mà bản thân vị đó là một cái vị mà tuệ căn nhanh nhạy đó, thì đã đủ cho vị ấy thực hành rồi. Còn nếu như những vị nào mà chưa hiểu thì các vị đó trở về hỏi những vị thầy của mình. Ví dụ như đệ tử ngài Xá Lợi Phất thì trở về hỏi ngài Xá Lợi Phất, thưa sư phụ là con nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, lành thay mong sư phụ giải thích rộng hơn, đấy. Hoặc là nhóm đệ tử ngài Mục Kiền Liên thì hỏi bạch sư phụ, con nghe Đức Thế Tôn nói như thế này, lành thay xin sư phụ giải thích một cách cặn kẽ hơn. Thì như vậy đó, những cái vị thánh tăng, những vị sư phụ, những cái vị trưởng lão mới giải thích cặn kẽ hơn những cái vấn đề dính dáng đến kinh tạng. Từ đó chúng ta có chú giải. Đấy. Thành ra đó, những cái này, những cái thuật ngữ này đó, là nó có ở trong chú giải ha, có trong chú giải. Và trong chú giải đó thì do xuất phát từ những cái vị trưởng lão, các ngài hướng dẫn, cho nên khi các ngài hướng dẫn đó, các ngài sẽ chia nhỏ vấn đề ra hơn. Ai có đọc chú giải thì quý vị sẽ biết một vấn đề đó, các ngài sẽ chia nhỏ ra hơn, chia nhỏ ra để mà cái người nghe đó họ có thể thấm nhuần, họ có thể nuốt từ từ. Đấy. Cho nên quý vị có thể có một cái niềm tin đó là những cái thuật ngữ này không phải do những cái vị thiền sư đời sau, có nghĩa là cho tới cái thời hiện đại bây giờ, tự chế ra rồi giải thích theo ý của họ ha. Bản thân những cái từ đó, những cái thuật ngữ đó là đã có trong chú giải rồi. Và một người Phật tử Phật giáo nguyên thủy mà nếu như mà quý vị không có niềm tin đối với chú giải đó, thì xin thưa là không còn chuyện gì để nói. Cái tinh túy của Phật giáo nguyên thủy đó là gì? Tạng kinh Pali, chú giải Pali, Atthakatha, Tika ha. Mà nếu như mà bản thân mình mà mình từ chối luôn mấy cái đó thì mình cũng không còn cái gì hết. Đấy. Thành ra nên suy nghĩ rộng hơn ha, nên suy nghĩ rộng hơn.